chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục về series review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em mấy cái chai siêu mật ong nhá. Thế mà nhà mình đã uống hết rồi, nhưng mà nó vẫn có cái đặc sắc, có cái màu lên riêng của nó, thì mình mới giới thiệu cho anh em đúng không? Mở. Đấy là siêu mật ong, mở ra nó sẽ có ra đấy. Siêu mật ong lại đúng là trái Coca-Cola. Nên là trẻ con cứ thường Coca-Cola uống xong nó mới say, nó mới phê, lê tê phê rồi đấy. Xong thùng 2 mét 4 góc. Ok. Đó là Coca-Cola vị của nguyên bản, chai lít rưỡi. Ôi bố siêu, phải 1 lít cơ mới tin được. Đây mình sẽ để cái này xuống thì em biết là mật ong đặc thì nó mới chảy từ từ này. Mật ong nó mong mật ong vợ anh em đánh phát nó lên luôn. Ok, tin cậy chưa? Mình mua vùng mật ong anh em chứ. Nhà mình nhắm nhìn nhà này không là mật ong. Nhìn cái cách xây nhà cũng không là mật ong. Nếu mà mới nhà là mật ong, một là xây to hẳn, hai là bé thì bé hẳn. Bé hẳn thì nó có vườn để nuôi, to hẳn thì nó sẽ là người buôn mật ong. Nếu một người ta mà xây nhà, xây nhà bò, người ta sẽ xây luôn cái trang trại xây mật ong. Em phải hiểu. Nhưng mà mật ong ạ, anh em càng để nó ngoài đời thường thì nó sẽ đẹp cái lò, cái con ong, cái lò mật ong luôn. Thế mà để trong nhà kiểu như là mình nhân tạo ra, ví dụ cái áo này là cái áo nguyên bản đúng không, nhân tạo ra nó không đẹp bằng áo nguyên bản, nó chỉ có cải tiến mới hơn thôi, nhưng mà cảnh cái thứ đẹp bằng áo nguyên bản cả. Nhưng người sẽ tay anh em anh em, đúng không? Mất lòng thật anh em tìm thử bóp cái đít đây nha. Xong anh em mở gặp ra nó xì một cái cho nước cũng thường không có xì. Anh em à, anh em phải hiểu mất lòng thật nó xì. Bước mình mới cái thằng nói là mất lòng đều lắm anh em ạ. Nhà đi nhà của mình nhà không làm thôi, đã đến mua cái hồ rồi anh cần có mừng mất lòng đều. Mình xem đi ra nha, ra chủ khẳng mình ra bán hàng nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em chai mất lòng này, một chai lịch rưỡi này, nhưng mà chỉ đựng được 1 lít. Thông báo là bán chai lịch rưỡi, nhưng mà đựng được đến đây thôi, đúng đến đây thôi. Bỏ bấy nhiêu nó không bỏ, bao nhiêu ấy. Một lạng, một ml vậy. Anh em đi mua đâu 300.000 một trái này, mật ong nguyên bản không pha tạp chất. Đến đấy tôi lấy miếng mật ong vào, tôi đến đấy cái là lấy miếng mật ong vào, người ta bán cho anh em luôn, người ta bóp cho vào cái màn, người ta bóp ra lấy nước cho anh em luôn, bóp vào cái phễu để cái phễu vào trái này. Bực cả mình, không mua xong rồi bực cả mình. Chút đơn nào, chia sẻ 2 lần chặt và nhân 10 lần hồi nhóm để được chốt đơn á. Chia sẻ bộ xe nhân thẻ nào, bộ xe nào. Ok anh em, đến đấy thì video của mình cũng đã kết thúc. Xin chào, vậy hẹn gặp lại anh em ở clip sau ấy, bạn nào anh em.